Xin chào các bạn, mình là Quang Phúc đến từ lớp Anh văn chuyên ngành của thầy Nguyên, có bạn lớp trưởng là Minh Thư. Thì hôm nay các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về căn bệnh alopecia, hay còn được gọi là bệnh rụng tóc từng mảng. Bệnh rụng tóc từng vùng hay rụng tóc từng mảng là một dạng rụng tóc không sẹo. Bệnh có thể tái diễn nhiều lần. Bệnh ảnh hưởng đến bất kỳ vùng da nào có lông hoặc tóc. Đây là bệnh lành tính, không gây nguy hiểm nhưng bệnh có ảnh hưởng lớn đến cảm xúc và tâm lý của người bệnh. Vậy thì nguyên nhân nào gây nên bệnh rụng tóc từng vùng? Bệnh sinh chính xác của rụng tóc từng vùng hiện nay chưa được biết rõ. Giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất là tình trạng tự miễn dịch qua trung gian tế bào T xảy ra ở những cơ thể dễ cảm nhiễm về mặt di truyền. Ngoài ra thì còn do yếu tố gen di truyền. Tiền sử gia đình có người mắc alopecia thì con của họ sẽ có nguy cơ khoảng 17% mắc bệnh. Có hai nghiên cứu đã chỉ ra rằng gen HLA-DQ3 có mặt trên 80% bệnh nhân mắc rụng tóc từng vùng. Ngoài ra thì môi trường sống không lành mạnh, nhiều khói bụi, ẩm mốc, nhiều chất độc hại cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Rụng tóc từng vùng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó còn có cả những trường hợp rụng tóc bẩm sinh. Độ tuổi thường gặp nhiều nhất là từ 15 cho đến 29 tuổi và cả nam và nữ đều có khả năng mắc bệnh tương đương với nhau. Hầu hết bệnh nhân sẽ không có triệu chứng rõ rệt, đột ngột xuất hiện các đám rụng tóc với mật độ thưa hoặc là rụng hết. Một số bệnh nhân khác còn có cảm giác rát, châm chích ở vùng rụng tóc. Các hình thái của alopecia. Hình thái thứ nhất là rụng tóc từng vùng thành giác. Thì quá trình này sẽ có 3 giai đoạn. Đầu tiên là tóc sẽ rụng đột ngột. Sau đó vùng rụng lan rộng và cuối cùng là tóc sẽ mọc lại. Những sợi tóc mọc lại thường sẽ có màu trắng hoặc là xoăn. Hình thái thứ hai là rụng tóc toàn bộ, thì tóc sẽ rụng toàn bộ khỏi vùng da đầu. Hình thái thứ ba là kiểu rắn bò. Hình thái cuối cùng là những ảnh hưởng đến móng như là dấu hiệu rỗ móng, tách móng, chấm đỏ ở vùng lunula của móng. Những biến chứng thường gặp thì phần lớn bệnh sẽ không có biến chứng liên quan đến sức khỏe, mà chủ yếu là thường gặp nhất là những biến chứng về tâm lý như là trầm cảm, lo lắng. Bệnh rụng tóc từng vùng này ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy làm thế nào để chẩn đoán được bệnh rụng tóc từng vùng? Thì hiện nay ta chủ yếu dựa vào lâm sàng, ngoài ra có thể sử dụng dermatoscope để thăm khám tóc và da đầu. Dermatoscope là một thiết bị quang học cho phép thăm khám các lớp nông của da như là thượng bì hay là trung bì có độ phóng đại từ hàng chục cho đến hàng trăm lần, hỗ trợ cho các bác sĩ da liễu chẩn đoán về các bệnh về da. Hoặc là ta có thể làm sinh thiết, làm mô bệnh học. Biện pháp điều trị bệnh rụng tóc từng vùng thì ta có thể dùng corticosteroid ở đường uống, bôi hoặc tiêm. Ngoài ra thì ta có thể dùng các thuốc bôi như antralin, minoxidil hoặc ta có thể dùng các biện pháp tạm thời như là trang điểm, cấy tóc, xăm chân mày hay là làm đẹp. Ngoài ra nên xây dựng môi trường sống lành mạnh, khoa học để giảm thiểu khả năng mắc bệnh. Phần trình bày của mình đến đây đã hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.